Hello, xin chào mọi người. Và bây giờ thì Minh Thành đang xuất hiện một nơi khá là quen thuộc với lại phần đông các anh chị em ở công sở, đúng không nào? Và ngày hôm nay Hằng đến đây để làm gì? Hằng đến đây với một nhiệm vụ là để tìm hiểu tất cả những cái thói quen ăn uống của tất cả mọi người ở công sở, làm việc trong môi trường mà làm việc từ sáng đến tối như thế nào và để làm cái gì, thì mọi người hãy kiên nhẫn cùng chờ đợi nhé. Và bây giờ thì là 11:45 rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chị. Hello. Hôm nay là chị có một cái cuộc chúng ta đi tour xem là các chị em văn phòng ăn những món gì, cơm cá khô. Ngon lắm rồi. Rồi rau lan hả? Dạ, rau lan xào đúng không? Rau lan xào tỏi. Ủa, trời, những cái món này là em tự chuẩn bị hay như thế nào? Mẹ em sẽ chuẩn bị, tại vì em vẫn còn ở với ba mẹ. Sướng quá vậy. Nhưng mà em có nói chuyện với mẹ về khẩu phần ăn của mình không? Hay là mẹ muốn làm gì làm, mẹ cho gì ăn đó, mẹ set up gì là ăn cái đó? Dạ đúng rồi, tại vì mẹ em là người nấu cơm trong gia đình đó, cho nên là mẹ nấu gì thì em chỉ mang theo thôi. Rồi em ăn gì là em nói tới mấy giờ? Em là tới tối chị. Tới tối đúng không? Dạ. Coi như là cử này là cử mình có quyền ăn nhiều, xong rồi tối em ăn ít lại hay như thế nào? Hay là em cũng ăn, buổi tối em cũng ăn y chang vậy luôn? Thông thường thì em chỉ ăn tới khi nào em thấy no thì em ngừng thôi. Ăn tới khi nào thấy no thì ngừng thôi. Dạ đúng rồi. Ok. Em chào chị. Em làm phiền khi mà đến buổi trưa với chị. Và em thấy là khẩu phần ăn của chị ít như vậy nè, tại chị có no không? Mà như vậy thì em nghĩ là chị đang giảm cân. Và tại sao chị lại giảm cân? Tại vì lúc mang bầu á, chị lên 20kg, nhưng mà khi sinh xong chị cũng không giảm được tí nào. Là rồi. Do chị cố ăn để cho em bé có sữa đúng không? Đúng rồi, trong thời gian nuôi em bé bằng sữa mẹ thì chị có ăn thêm nữa. Sau đó thì cũng cố gắng giảm cân bằng nhiều cách nhưng mà không có tác dụng gì hết luôn. Chồng của chị thì có khẩu phần ăn gì mà đặc biệt không? Tại vì chị không có thời gian cho nên chị nấu chung cho cả gia đình ăn. Nói chung cho cả gia đình luôn. Nhưng mà con trai chị thì sao, có dễ ăn? Bé có dễ ăn? Dễ ăn em. Nó ăn đồ ăn giống như người lớn. Bé có bụ bẩm không hay là bé cày? Bé bụ bẩm. Cho chị hỏi em ăn gì được không? Chào chị. Dạ em đang ăn cơm gà hả chị? Thường thì em sẽ order đồ ăn về văn phòng để ăn hả? Dạ đúng rồi chị, tại vì em cũng không biết nấu mấy món á. Nên thường là em sẽ đặt về ăn trực tiếp. Nhưng mà hầu như là tất cả ngày nào em cũng order đồ ăn, hay là sẽ có ngày em đi ra ngoài, hay là sẽ có ngày em mang đồ ăn từ nhà đi? Hầu như là em đặt đồ á chị. Tại vì em sống một mình đúng không? Em cũng không thích chuyện nấu nướng á chị. Em thường em sẽ ăn món gì? Dạ em thường hay nghĩ như là phở, hủ tiếu, hoặc là những món nào mà gần công ty á. Thường để ăn cho tiện á chị. Không làm phiền em nữa, mời em dùng buổi trưa và cũng như là chúc em có một ngày tốt lành. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Và từ sáng tới giờ thì Minh Hạnh đã vừa kết thúc nhiệm vụ là đột nhập văn phòng để tìm hiểu về thực đơn cũng như là những món ăn của tất cả các chị em văn phòng. Và ngày hôm nay thì Minh Hạnh lại trở lại với series Thanh Xuân Có Điều Kiện. Vì bản thân là mình là một người rất là yêu thích làm đẹp và cũng có ý thức về cái cơ thể cũng như là vẻ ngoài của mình. Và chính vì thế Minh Hằng mới làm series Thanh Xuân Có Điều Kiện để chia sẻ tất cả những kinh nghiệm bản thân mình đã trải qua. Và qua đó thì Minh Hằng cũng mời tất cả các chuyên gia hàng đầu về tất cả các ngành nghề. Và ngày hôm nay Minh Hằng sẽ mời đến một nhân vật rất 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 là giỏi, rất là nổi tiếng. Và cũng như là anh là một chuyên gia siêu đầu bếp hàng đầu của Việt Nam mình, đạt rất là nhiều giải thưởng. Và anh ấy cũng khá là thân với Minh Hằng, nên chính vì thế Minh Hằng đã được đột nhập vào bếp của anh Võ Quốc. Chào mừng anh Quốc Chào Minh Hằng. Wow. Thật ra anh rất là rung khi đứng đây cùng với em. Sao vậy? Nãy ngoài thì anh thấy em nói rất là rành về những cái kiến thức về dinh dưỡng. Em chỉ sao nói như đúng rồi luôn đó. Không, tại vì thứ nhất có tìm hiểu đúng không? Thứ nhất là em có tìm hiểu, thứ hai là em già. Tức là thường mình hay nghe nó nói câu là bồi bổ nguyên khí. Tức là lúc mình càng lớn càng già đi á, tuổi càng cao đó, thì mình sẽ bị mất nguyên khí nhiều. Chứ vì thế là khi đó là khi chúng ta ăn á, mình có chọn lọc. Và mình ăn cho đủ cái nhóm chất thì nó mới có đầy đủ cái nguyên khí trong đó. Đấy, mọi người thấy chưa? Chuyên gia vô là có khác. Nói chung là phải dùng những từ chuyên môn của mình để không biết nguyên khí là cái gì. Trong kiếm hiệp đúng không? Nhưng cái từ là nguyên khí là phải vận nội công phu.
là à, có nguyên đó, khí đó đó cũng là não luôn cũng là một tí sẽ giải thích rồi trong đó. Ăn uống mình cũng vậy mà nhất là những phụ nữ từ 30 tuổi trở lên cái tuổi đó mình nói cũng hơi kỹ là tuổi bắt đầu tiền mãn kinh đó. Cái gì anh? Tuổi đó là tuổi bắt đầu tiền mãn kinh. Em đó, là tiền. Em sốc rồi đó. Dạ, không thật sự mà cái lúc đó thì cái nội tiết tố phụ nữ bắt đầu sẽ thay đổi và giảm thêm. Thì cái lúc đó mình sẽ bổ sung chất cho nhiều hơn và mình sẽ biết cách ăn uống. Ok, ok, đó là lứa tuổi của mình đó mọi người. Nên là ai trong lứa tuổi này của mình thì phải đặc biệt là phải coi tập này. Quốc là đầu bếp và dây thân với Hằng. Và đặc biệt thì dạo sau này á thì Quốc lại không thích nấu cho nó ngon hoặc nấu cho đẹp nữa. Thì khi Quốc lên trên YouTube Quốc coi á, thì Quốc thấy là tất cả mọi người đều nấu là ok, mình nấu làm sao cái món nó ngon nhất. Yeah. Hoặc là nấu sao trình bày cho đẹp. Tuy nhiên Quốc tìm những cái clip mà để nó khi mà người ta bị bệnh tiểu đường hoặc là chẳng hạn như những người từ phụ nữ từ 30 tuổi trở lên thì ăn làm sao để cho bổ sung chất đó, thì mình không thấy được cái điều đó, chứ thế là sau này á thì Quốc mới chuyển hướng là mình làm những cái món ăn mà mình nghiên cứu những món ăn mà nó để tốt cho sức khỏe của người, và cái thứ hai là một người bình thường ăn làm sao cho nó khỏe hơn đó. Wow, quá nhiều là thông tin bổ ích cho ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngoài anh Võ Quốc siêu đầu bếp ra thì Minh Hằng có mời một cô em siêu dễ thương, siêu xinh đẹp đến cùng với Minh Hằng nữa. Và bây giờ xin mời cô em Khả Ngân. Mặc đồ là phải khoe eo nha, khoe múi rồi các thể loại thế chưa? Tức là phải đẹp mới dám khoe chứ, đúng không? Dạ. Như anh phải che cho anh lấy anh mặc y như nãy em mới nói anh mặc váy luôn đó. Thì thực ra là đối với lại Ngân á, Ngân cũng còn khá là trẻ cho nên là rất là quan tâm với vấn đề làm đẹp nè, rồi làm sao để mà mình trẻ mãi không già. Yeah. Cái đó là nghệ sĩ chị em chúng trời chung chung. Trời ơi, con trời giống từ Hy Thế Hậu chứ. Nghệ sĩ chị em chúng mình là lúc nào cũng muốn cái vấn đề đó, nhưng mà quan trọng là dinh dưỡng nữa, tại vì mình chăm sóc về bên ngoài, tác động bên ngoài, nhưng mà còn bên trong vẫn là quan trọng nhất. Thì hồi sáng nay thì em có đột nhập vào trong văn phòng á, thì em thấy là các chị là em có 4-3 người, nhưng mà mỗi một người đều có những cái thói quen riêng, giống như là khi mà chị á là có gia đình rồi thì có chồng có con, nên là khi mà mình nấu ăn thì nấu luôn cho cả gia đình, cho chồng cho con ăn luôn, thì xong rồi mang thêm những cái đồ ăn đó đi vào trong văn phòng để ăn trưa. Ăn rất là ít cơm cũng như là rất là ít đồ ăn, là chỉ ăn toàn rau, nhưng mà bị đói không có nghĩa là thường á có một số chị văn phòng á là ăn cái kiểu là để nghĩ là cái buổi trưa á để cho mình ăn như vậy để cho nó xong, và cái thứ hai là thường mọi người hay ăn rau nhiều, thường mọi người cứ nghĩ là khi mà ăn rau nhiều á thì nó sẽ giúp mình nó no nhanh, nhưng mà mình sẽ không có bị cái calo nhiều. Tuy nhiên nếu mà ăn rau nhiều mà chúng ta cứ ăn cà rốt nè, bắp cải nè, thì là đường thông luôn đó. À, hồi sáng chị ăn cà rốt đó. Cà rốt, bắp cải, những cái rau mà nó ngọt thì nó là đường và nó năng lượng cũng rất là nhiều, nên nhiều. Thật ra cái năng lượng nó là vậy nè, có nghĩa là khi cái năng lượng mình ăn vào thì cái đường và tinh bột nó tạo cái năng lượng. Cái năng lượng để cho mình hoạt động nguyên một ngày. Đó, tuy nhiên mà không hoạt động hết á thì nó sẽ tích trữ lại dưới da, để nó khi mình không có đường, không có năng lượng thì nó lấy cái mỡ dưới da ra. Đó, thì để nó vậy là coi như là kể cả giờ em này cũng biết em sai nhiều thứ. Mình sai rất nhiều. Cái này thật ra mình thì là mình ăn rau nhưng không đâu. Khi cơ thể chúng ta đó thì tất cả những cái gì đưa vào thì nó phải vừa đủ thôi. Và cơ thể chúng ta lúc nào cũng cần 4 nhóm. Thứ nhất là tinh bột đầu tiên. Thứ nhì á là chất béo. Cái thứ ba á là đạm. Cái tư á là vitamin khoáng chất. Nên mà trên một cái dĩa ăn á, giờ anh ví dụ nha, chẳng hạn như một cái dĩa mình, một cái phần mình ăn cơm á thì ít nhất mình phải có một cái gì đó là tinh bột. Nếu chúng ta ngại không ăn tinh bột từ cơm thì có thể mình ăn khoai lang. Đó, nó cũng có tinh bột. Và cái khoai lang, từ cái tinh bột từ khoai lang á, nó là một cái tinh bột mà rất là khó tiêu hóa. Chứ thế là mình ăn cái đó mình cảm thấy mình no lâu. Đó. Nên là nó no lâu thì nó cái năng lượng nó ít thì nó sẽ giảm cân được. Thứ hai là làm chúng ta phải có ăn rau. Tuy nhiên khi chúng ta ăn trong chế độ giảm cân thì ăn rau á thì mình nên ăn cái rau xanh nhiều hơn. Kiểu như là đậm màu đúng không? Đúng rồi, rau xanh nó đậm màu, hay là rau muống nè, cải bó xôi nè, bông cải xanh nè. Đó, rồi đậu đũa nè. Là mình nên là ăn luộc là tốt nhất. Ăn luộc tốt nhất, hoặc là mình xào sơ tí xíu cũng không sao. Yeah. Thì cái rau đậm màu á thì thứ nhất là nó ít đường, và cái thứ hai á là trong đó nó có rất là nhiều chất sắt. Nhóm thứ ba thì nó là đạm. Thì cái đạm này á nó có nghĩa là chúng ta chia làm hai thứ, cái đạm động vật và đạm thực vật. Đó, thì nếu mà ăn chay thì sẽ lựa cái đạm thực vật, như tàu hũ nè, hoặc là những cái sản phẩm làm từ tàu hũ, như là tàu hũ ki đó, những cái sản phẩm đó. Còn nếu mà ăn mặn thì mình sẽ lựa, có là hôm nay có thể là mình ăn đạm, là mình lựa đạm mà đạm ở trên bờ. Rồi, đạm trên bờ là như con heo nè,
bò, gà, vịt. Xong rồi mai mình lựa đạm ở dưới nước. Dưới nước. Đó, đạm dưới nước. Đúng rồi, cá, tôm, cua. Đó thì mình sẽ ăn luôn phiên vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và cái chất béo á để cho vào trong cơ thể của mình á bắt buộc phải có. Thì chất béo nó là một cái để nó mồi. Nó mồi cho cái cơ thể mình nó trơn tru, hoặc là thậm chí chúng ta giảm cân á, chúng ta phải ăn chất béo mà bằng biết cách ăn. À, như là thứ nhất là mình ăn chất béo là mình lựa chất béo nào nó có nguồn gốc tự nhiên. Như là mỡ cá đúng không anh? Mỡ cá cũng là tự nhiên nè, mỡ heo cũng là tự nhiên nha. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Rồi dầu ăn mà một số loại dầu á thì nó như là dầu thực vật á thì nó cũng là nguồn gốc tự nhiên. Dạ. Dầu nành, dầu hướng dương hoặc là ô liu, tốt nhất là ô liu. Tốt nhất là ô liu. Và có một cách để muốn chia sẻ với lại mọi người á là chúng ta có một cách ăn mà chúng ta không phải bị hấp thụ dầu mỡ trong người nhiều. Đó là tuần thứ nhất mình sẽ tập là mình ăn là hoàn toàn là mỡ không ta. Có thể là mình ăn mỡ heo, mỡ gà, mà thường thì ở nhà mình sẽ lấy mỡ heo là dễ nhất. Chỉ ăn mỡ và không ăn trong cái hoạt động nấu ăn hàng ngày của mình á thì mình sẽ dùng mỡ heo mình nấu hết. Hiểu rồi, có nghĩa là mình chế biến tất cả các món ăn từ mỡ heo. Đúng rồi. Thì đến tuần thứ hai thì lúc mình từng mình nấu một tuần là từ mỡ heo rồi. Thì cơ thể mình đã quen hấp thụ mỡ rồi. Bắt đầu nó hấp thụ mỡ vô đến khi mình chuyển qua dầu thì cơ thể mình nó chưa hấp thụ được, bắt đầu nó sẽ thải dầu ra, nó thải mỡ ra chung luôn. Bây giờ người ta có một xu hướng gọi là ăn ít clean. Dạ đúng rồi. Mà cái xu hướng thấy anh thấy rất là hay, có nghĩa là nó rất đơn giản, nó không hề khó. Không, nhưng mà mình thì mình hiểu vấn đề ít clean nó như thế nào, nhưng ở ngoài kia mọi người nghĩ là nghe đó là thấy hơi phức tạp. Đúng rồi, còn có nhiều món nó rất là đơn giản đó, nó rất đơn giản, nó không có gì khó đó. Thời gian rồi này kia thì hôm nay anh giải thích luôn. Thì thật ra mình ăn chế độ ít lên là gì? Đó là ít lên có nghĩa là ăn sạch. Mà ăn sạch thì bắt buộc mình phải mua thực phẩm sạch. Đó, và đặc biệt những cái mà nó tự nhiên thì nó sẽ là sạch. Thì mình hạn chế ăn những cái loại mà thực phẩm mà đã đóng hộp, mình chỉ mua những thực phẩm tươi, rau củ quả thịt về mình tự nấu. Và dầu ăn á thì mình cũng sẽ chọn những cái loại dầu mà tốt nhất dầu ăn cho ăn ít clean á, thì mình sẽ chọn dầu hạt cải, hạt hướng dương hoặc là ô liu. Và cái cách nấu cực kỳ phải càng nấu càng đơn giản thì càng tốt. Đó, và thật ra thì với độ tuổi mà từ 30 trở lên á thì mình ăn ít clean nó rất là hợp lý. Và đặc biệt như nãy anh có vừa nói á thì mình phải ăn làm sao nó đủ đúng 4-5 chất. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng cũng mời đến một người bạn của anh Võ Quốc, là một người nước ngoài nha mọi người. Anh ấy không biết nói tiếng Việt nhưng mà hôm nay bắt nói tiếng Việt thử thách ngày hôm nay. Chúng ta luôn có một cái thử thách dành cho một người nước ngoài như thế này. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng chào đón Mr. John. Nói tiếng Việt nha. Hello. Ajinomoto. Xin chào mọi người. Tôi là John. Tôi là người Hàn Quốc. Tôi dám nói vậy. Tôi là cao 183. Yeah. Thật ra là tại sao mà Minh Hằng mời đến John, tại vì anh chàng này thật ra là không có liên quan gì tới ẩm thực cả. Anh ấy là một giám đốc của một công ty và là người bạn rất là thân của anh Võ Quốc. Nhưng mà anh này có một đặc biệt, một cái tài năng đặc biệt, đó là có six pack. Và anh ấy ăn ít clean và anh ấy ăn rất là healthy. Mặc dù là trong công việc của anh ấy rất là bận rộn, không có thời gian dành cho bản thân nhiều, nhưng mà anh ấy vẫn có thể giữ được cho mình một cái cân nặng cũng như là một cái sức khỏe rất là tốt. Và ngày hôm nay đặc biệt anh ấy nấu ăn cũng rất là giỏi. Nên là ngày hôm nay mình hàng mời đến chính như là người đẹp trai, sáng tài, thứ hai là nó cũng ok. Nói chung là chúng ta giải trí tí xíu nữa mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu được chưa? Ok, giờ anh giao món đi anh. Và bây giờ thì với cái thực đơn bữa cơm gia đình hôm nay, ba món. Món đầu tiên á là món salad. Tại anh thấy em là chuyên ăn salad. Nên là anh sẽ giao em món này. Với lại em cũng thấy là món này dễ làm nhất. Yeah. Không nha. Không nha, món này giấy thấy đơn giản mà khó làm nha. Dạ. Lại thua cái sốt của nó đó. Đó, nha, rất là quan trọng với lại sốt của nó. Những cái người mà cái nội tiết tố mà bị giảm á, mà để muốn có lại được cái nội tiết tố thì nên ăn những cái loại thực phẩm mà có màu xanh đậm. Giống như vậy. Là cái thứ nhất thì nó có bổ sung chất sắt nhiều. Là em đó. Rồi, cái thứ hai á là những cái thực phẩm có màu vàng. Tại như là đậu nành có màu vàng. Dạ. Đó, cái hoặc là những cái loại nấm mà có màu vàng. Vàng. Đó. Và đúng rồi, nó vàng thì nó sẽ tốt. Dạ. Và cái cuối cùng là những thực phẩm có màu đen.
đậu đen. Đậu đen, đúng, chính xác. Và những cái là những cái chám cũng màu đen. Dạ. Cái ô liu đen. Cái gì mà đậu ngự thì đâu có trong màu không, màu trắng. À. Đó, thì đó mình lưu ý khi mình ăn để mình bổ sung cái nội tiết tố cho người mình thì mình nên làm như vậy. Dạ. Rồi. Ở trong đây là có rau thần ô với lại cải con, cải mầm với lại rau đắng và rau má. Rau má. Rồi, món của John. Dạ. Là chân gà. Đó là canh chân gà collagen. Đó, và nấu với lại salad son. Trong này luôn là mình cũng có một cái món của Ngân á, đó là cái cá hồi. Dạ. Thì cá hồi nó là đạm, nhưng mà đạm ở dưới nước. Còn cái này trên bờ. Là trên bờ. Cái món của Ngân á là món là món chủ đạo nhất đó. Wow. Để món chính mà, đúng không? Món chính mà. Món chính mà. Đó, món mặn đó là nó canh nè, mặn nè, salad nè, đó. Thì cái món là mình kho với lại nước tương, nước gừng với lại dầu ô liu. Đó, thì đây là cái thực đơn ba món bữa cơm gia đình của mình nhưng mà nấu cho chị Tiết Duyên. Rồi bây giờ mọi người bắt tay vào làm. Ok. Với những cái món mà mình nấu mà chẳng hạn như là giò heo nè, rồi chân gà nè, thì cái phần nước đó mình trụng á, mọi người nên trụng là mình sẽ trụng nó với lại nước giấm thì cho cái xíu nước mắm vô. Đó, ví dụ tí xíu muối vô thì mình trụng cho nó sạch đó, khi mình hầm á nó sẽ thơm hơn. Để nãy Ngân nói là Ngân hay làm món này ở nhà nên không chỉ Ngân nha. Em làm nước mắm nhiều. Nước mắm và thay nước tương thôi. Với cái món canh chân gà collagen này nè. Nghĩa là nếu chúng ta mà có thời gian ở nhà và Quốc thấy là đa phần mọi người hay thích ăn chân gà nên mình nên nấu món này một tuần 2 lần thì nó sẽ rất là tốt. Và nhất là với vợ chồng có khoảng chừng 2 đứa con rồi thì thật sự là rất là cần bổ sung. Ok mà. Đây. Thì khi thức đêm hôm nhiều là mình bị mất collagen nha. Chứ không phải mà già đi nữa mà thức đêm thức hơn nhiều, có nghĩa là mình thức đêm nhiều có bằng cái chuyện là mình thời gian của mình mất đi á, nó nhiều thì nó sẽ mất đi collagen, sẽ dẫn tới già. Nó vậy thôi đó, nên là mình phải nên ăn cái này nhiều. Và nhất là vợ chồng mà khi vừa mới có con có em bé nên là phải ăn nhiều cái mà có collagen vào. Thì mình chắc chắn mình phải thức đêm mình chăm con. Và cái này có thể tư nếu ta không thích ăn canh thì chúng ta cũng có thể là mình luộc chân gà, xong rồi với chân gà này mình luộc xong để mình ăn nó đỡ bị ớn á, thì mọi người để cho nó nguội xong mình cho tủ mát. Mình để khoảng 2 tiếng cứ nó cứng lại ăn nó giòn hơn thì nó không bị ớn, thì mình sẽ ăn được cái lượng chân gà nó nhiều hơn. Bây giờ em thấy mọi người hay làm cái món mà chân gà mà ngâm xả tắc ấy, thì có tốt không anh? Tốt tốt okay. Đúng rồi. Anh, là đây là những cái loại rau mà mình chọn ra là nó có nhiều tốt nhất. Đúng, có thể nó tốt nhất. Có nghĩa là cái mình nãy Quốc có nói là cái rau mà có màu xanh đậm là sẽ tốt. Thậm chí trong này mà có thể mình trộn được rau muống luôn. Rau muống ăn sống được mà. Yeah. Mình hay ăn cái gỏi bò rau muống á, nó ăn sống mà. Đó, mình có thể trộn rau muống được luôn. Còn ví dụ mà cá hồi, mình hay cá hồi là mình có cá gì khác anh? Thật ra cá hồi thì nó cái mỡ của cá hồi á nó rất là tốt cho tim mạch. Có nhiều collagen mà lại nó tốt cho tim mạch. Nên là thường mình ăn, nếu mình ăn để nó ok thì mình dùng cái cá hồi này. Dạ. Hoặc chúng ta cũng có thể thay thế bằng cá, nó bị cá hú. Đó, cá nó cũng có nhiều. Nhưng mà em thấy cá hú là nhiều mỡ lắm nha. Đúng rồi, cái mỡ là mỡ tốt nha. Rồi, bây giờ em làm sốt đi. Dạ. Trời thơm quá. Rồi, với cái món salad rau xanh này á, sốt á, thì sẽ có nhất là mayonnaise. Thứ hai là nước tương, thứ ba là giấm, chỉ vậy thôi. Và đường. Mayonnaise, nước tương và giấm. Đường nữa nha. Nước gì? Nước dăm. Nước dăm hả? Cái nước dăm nha mọi người. Nước dăm. Thiếu chua cho thêm giấm. Dạ em ơi. Hả? Anh cho anh cũng làm món mà giống như giờ đang trợ lý của mọi người. Đúng rồi, sao mà giảm nó gì ta? 15 phút. Bây giờ là mình đã pha xong cái phần nước sốt của mình rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô nha mọi người ơi. Món của mình rất là nhàn hạ mọi người ơi. Rất là nhanh. Rất là dễ chế biến. Bỏ đi. Bự quá. Cá hồi này á, mình kho á, đừng kho chín quá. Dạ. Kho vừa chín tới thôi. Ở trong lọc đào cũng được, ăn nó sẽ rất ngon. Nó mềm hơn đúng không? Nó mềm ngon hơn. Khi kho là nó sẽ bị cứng và khô. Đúng rồi. Trời, giá này cho. Ngon quá hả? Đạt đúng không? Giống. Ok, thích đêm mình đây nha. Thích đêm mình đây mà. Ngon hả? Ngon. Ê, mẹ, chua quá. Trời ơi, không nha, anh cũng được không biết thì tụi em chấm điểm thì tụi em nha. Rồi.
Đó, và mọi người cũng thấy nè, là trong ba món này do là mọi người book, mọi người vừa nấu vừa hướng dẫn, thì mọi người thấy là làm cũng rất là nhanh và rất là dễ làm. Và tôi nghĩ là cái với ba món này thì ai cũng có thể thực hiện được tại nhà. Và nó có món canh nè, món mặn nè, rồi thay vì món xào thì mình thấy nó bằng món salad. Yeah. Đó. À, tuy nhiên nó vẫn còn thiếu cơm. Mà đa phần bây giờ mọi người đều rất là sợ cơm. Đúng em. Tại vì ăn cơm á, thì mọi người sợ là cái tinh bột nó nhiều, mà thực sự tinh bột trong cơm rất nhiều. Yeah. Nhất là những cái loại gạo trắng như thế này thì tinh bột rất là nhiều. À, nên tại sao mọi người hay ăn kiêng thì ăn gạo lứt. Thì gạo lứt nó ít tinh bột hơn. Dạ, đúng rồi. Nên mọi người có thấy là khi mà nấu gạo lứt ra thì nó cứng hạt. Ăn đó. Nó không có phê. Đúng rồi. Nó đó. Không có dẻo. Nên mọi người thích ăn cái gạo gạo trắng hơn. Dạ. Và với cái gạo trắng này thì cũng có một cách cũng muốn chia sẻ với mọi người là mình sẽ lấy ra được hết cái tinh bột trong gạo trắng này. À, đó là khi mình do gạo á, mình nấu cơm cũng nấu như bình thường thôi. Xong mình do gạo sạch xong rồi, thay vì bắt lên bếp nấu liền. Dạ. Thì từ từ bắt đầu mình sẽ cho vào trong đó. Ví dụ như là mình nấu 1 ký gạo đi. Dạ. Thì mình sẽ cho vào đó là 1 quả chanh. Mình nặng 1 quả nước cốt chanh mình cho vào. À là cho chung cái nước nấu vô luôn. Đúng rồi, mình trộn đều lên. Nhưng mình đừng có nấu, mình ngâm nó 30 phút. Dạ. Xong sau đó mình chắc hết cái nước đó ra. Dạ. Rồi mình cho thêm 1 phần nước lạnh vô nữa. Dạ. Rồi mình chắc hết lần nữa. À. Bắt đầu mình cho lượng nước vừa đủ để mang đi nấu. Thì lúc đó mình nấu á thì cái phần tinh bột ở trong cái gạo này nó được tách ra hết rồi. Nó được tách ra hết hoàn toàn. Khi mình ăn á thì nó sẽ không có tinh bột. Đó. Nhưng mà ăn thì cái vị cơm nó vẫn ngon không anh? À vị nếu ai thích ăn gạo dẻo á thì nó sẽ ngon hơn bình thường. Có nghĩa là đấy, đây là cũng có một cái bí quyết luôn. Nếu mà mọi người mà lỡ mà mua gạo ở nhà mà bị khô quá thì thay vì mình trộn nếp hay trộn rồi kia vô thì nó cũng dở gương à. Yeah. Bằng cách là mình sẽ ngâm chanh hoặc là giấm. Như vậy thì nó lấy bớt tinh bột ra thì khi mình nấu lên nó sẽ dẻo. Wow. Đó, và cơm nó không bị dính lại với nhau. À, nếu mà mọi người ăn cái xôi xoài mà của Thái á, thấy tại sao cái hạt nếp của nó vẫn dẻo nha, nhưng mà nó không dính lại với nhau. Có để ý không? Nó rời hết, không dính. Ngâm trước. Đúng rồi, thì mà cái cách của Thái thì họ ngâm lại nước thơm. Dạ. Nói chung mình ngâm những cái gì mà có chất axit trong đó thì nó sẽ lấy hết tinh bột ra. Thì cái hạt gạo mình sẽ trong nó sẽ ngon và nó sẽ không giờ có tinh bột trong đó. Rồi, Ăn thôi. Đây đúng nghĩa là không, anh phải chấm điểm trước nha. Đây anh chấm trước. Chấm điểm trước nha. Thay xô mất thay ba. Cho miếng cơm đi. Okay. Trời cái gì vậy, sao để mà ăn cơm dữ vậy trời. Trời như xôi luôn á, chị heo. Ô dẻo nè. Cái món này hấp dẫn quá nè. Ngon. Không ngon thì có tí ăn thử. Tí bạn quay phim ăn thử chấm luôn nè. Để cho thử một miếng nha. Nó tầm lum. Tại đó cái món này khó dở lắm mọi người. Tại vì cái mayonnaise á, nó làm cho khi mình trộn salad á, nó rất là dễ ngon. Nó cân bằng lại hết tất cả các vị, nó không có vị quá là chua, không quá mặn và cũng không quá ngọt. Đúng rồi. Nó cân bằng. Nên món này an toàn lắm. Thì bởi vậy thấy không, tại sao mà họ nói là mình quá bận rộn nên là mới để cho những món là đơn giản mà ăn ngon mà nhanh nữa. Em nghĩ là món này khó ngon mà. Chứ không phải. Không phải. Nãy anh nếm rồi. Không ngon. Không ngon. 1 2 3. Đúng rồi. Mình sẽ ăn thử nha, xong tí nữa sẽ ăn thử cho các bạn camera ăn thử luôn. Có ngon. Đúng là cá hồi không? Rất là mềm, nấu rất là nhanh luôn mà ăn ngon béo. Với cái món chân gà này, mọi người về nhà làm vẫn nấu y chang cách nãy cho nấu. Nhưng phút cuối á, xong rồi á, mình cho rau vô, cho trong biển vô. Thì mình hạnh nhân này mình cho khoảng 100g. Mình cho vô khoảng đây là 200ml nước. Xong mình xay nhuyễn nó vậy. Cái mình cho vô trong nồi mình nấu nó sôi lại là được. Thì cái nước này nó sẽ đục nó hơn. Đúng rồi, nó có cái màu sữa và nó thơm hơn. Yeah, và bây giờ thì chúng ta đã kết thúc tập dinh dưỡng với cái series Thanh Xuân Có Điều Kiện của Minh Hằng. Và ngày hôm nay thì mình có rất là nhiều cái công đoạn ha. Vừa đột nhập vào văn phòng của tất cả các chị em phụ nữ để coi các chị em phụ nữ của chúng ta ngày nay ăn cái gì và có thói quen gì. Thứ hai, đột nhập vào bếp của siêu đầu bếp Võ Quốc để học được rất là nhiều cái công thức cũng như là hiểu biết thêm về những cái tip
mà giúp cho chúng ta có thể nấu ăn nhanh, gọn lẹ và cách tách tinh bột, rồi cách làm sao mà có thể ăn tốt cho collagen, mình ăn cái gì mà cho cải thiện được về da, về tốt về xương và cải thiện về nguyên khí. Đúng không anh? Nguyên khí rất quan trọng. Nguyên khí rất quan trọng, đặc biệt là phụ nữ từ 25 tuổi trở lên. Đặc biệt là 30, chứ không phải 35, chứ không phải là 25. Đặc biệt là 30 trở lên. Tại vì phụ nữ từ 30 thì giống như anh Quốc nói là nguyên khí nó sẽ giảm từ từ. Và cho dù là mình ăn ít thì mình cũng rất là dễ mập. Và cho dù là mình ăn như thế nào thì nó cũng rất là dễ thiếu dinh dưỡng. Và mọi người thì từ 30 trở lên, chính vì càng dễ mập thì lại càng hạn chế ăn. Mà như thế là mình sẽ dẫn đến việc thiếu chất. Mà dẫn đến việc thiếu chất thì sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình nó sẽ không có được tốt nữa. Nên là rất là mong là mọi người sẽ có thể cân bằng được tất cả các yếu tố, ăn ngon, đủ dinh dưỡng. Và mọi người hãy nhấn nút theo dõi kênh YouTube của Minh Hằng, cũng như là theo dõi tập tiếp theo của Minh Hằng, đó là tập về nội tiết tố, là một tập vô cùng quan trọng của tất cả phụ nữ trên 30. Và bây giờ thì anh Võ Quốc có điều gì nói với lại khán giả của em không? Thật ra thì Quốc rất là vui khi tham gia cái series Thanh Xuân Có Điều Kiện. Dạ. Tôi thấy là đây là cái điều kiện này rất là cần cho những người phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Dạ. Và Quốc nghĩ là cái series này rất là có ý nghĩa với mọi người. Và những cái món hôm nay mọi người cũng thấy á, Quốc chia sẻ đó, thì nó rất là dễ nấu thôi. Tuy nhiên như Quốc nói vui với Hằng hồi nãy á, là những cái món này nấu khó dở lắm. Tại vì mình cứ nấu một cách đơn giản và mình dùng nguyên liệu sạch tốt thì chắc chắn cái món ăn ta nó sẽ ngon. Và Quốc hy vọng rằng mọi người sẽ thực hiện món này tại nhà thành công. Yeah. Sau ngày hôm nay thì Ngân mới rút ra một điều là không có món ăn nào mà ăn vô sẽ mập, và không có món ăn là ăn vô sẽ ốm cả. Và quan trọng là mình ăn đúng, ăn sạch thì lúc đó mình mới khỏe, mới đẹp được. Cho nên là ngoài cái việc mà mình hay chăm sóc mình ở ngoài nè, thì chịu khó bỏ chút thời gian ra để mình có thể làm những cái món ăn mà cho nó đủ dinh dưỡng như vậy, thì lúc đó mình mới có một cái sức khỏe và cái đường dài để mình có thể làm việc tốt hơn. Em nghĩ là nấu dễ được. Nấu dễ được. Nấu dễ được. Nấu ngon được. Nấu ngon được. Collaborate. Collaborate. Yeah, và nhanh và ngon và tốt sức khỏe nha. Tốt sức khỏe. Okay. Yeah.